con nó làm ở đấy nha con. Dạ. Về học sen tư thì nó mẹ con lấy cái nồi, con bỏ nước cái dưới rồi lấy cái làm đồ. Liền á hả con, hay để tủ lạnh được không? Không, con để tủ lạnh để dành ăn. Dạ, thì dạ. Con về con lấy cái nồi bỏ nước vô, cái hai cái đồ mà cô mua cho con Phương, đồ hấp á, cái sửng á, cái con bỏ hạt sen lên, cái con hấp cái thiệt chín, xong con rưới miếng đường miếng muối ăn ngon. Dạ. Đắt ghê, nãy đem về quê hết trơn luôn á. Nghe không? Chỉ hả? Năm chỉ hết rồi, đồ không có gì là đồ mình mồ nè. Nghe bú hả? Con đi bệnh cũng đâu có đồ dư ký đúng không? Đâu ai có đâu. Trời ơi, con phải đưa cho bên này một thùng đó. Ổng mua cái gì quá trời, nó sáng không phải nhường lại một thùng của con cho ổng. Là nhà con là cũng như con vẫn đi đủ ký hả? Ghê vậy? Cũng đi hết luôn hả? Mùi đồ người ta không rồi, con không mua. Đang gửi hả? Ta không à. Ai đâu mà biết mà gửi dữ vậy? Ờ, bạn con một thùng, nó về trước rồi. Còn mấy kêu linh tinh gì của Đắk Lắk, bên mẹ con mới gửi cùng linh ra. Là gửi về Mỹ hả? Dạ. Gửi ai? Gửi cho bà Hương bán cà phê. Rồi người ta tự ban thùng ta đưa con hả? Trời ơi, vậy mà cô Tám linh tinh trong bụng là coi như là con bữa nay về kiểu này là đồ đâu có bao nhiêu đâu. Mà con đủ ký luôn hả? Đủ luôn, con ông Minh Lì ổng thiếu, ổng thiếu mà cho ổng lại thùng đó. Là con 5 thùng, ông mà đi 2, ông đi tới 3. Ông đi vui dữ vậy? Không biết ông mua sắn dây, ông mua nội ngoại. Trời đất cơ, vui dữ rồi trời. Bên Mỹ đâu có gì đâu. Hả? Đâu, những cái bệnh hết rồi. Rồi ở nhà mới tha thả ra nè. Trời ơi. Chị tới về đi, đi mua đồ cho mặt nha. Nó ba còn xích nha. Dạ. Trời, cô Tám tưởng là kỳ này đi về đông quá là thùng chắc ế rồi. Còn con thấy thiếu luôn hả? Ghê vậy. Trời ơi. Mà đồ con không có gì hết trơn á, còn đồ người ta gửi luôn. Trời ơi, cô Tám là thùng của con Thi 19 mà thùng con 24. Sao vậy? Cô sang qua có nghèo đi. Thì thôi đủ rồi. Thì cái nào cũng thi thì cô cứ ghi. Không, nó chuyện của nhà con nguyên thùng, nhà con 24 thì đủ ký cho nhà con thùng. Còn Thi nó 19 ký hơn, nó ra con Thi đâu có xin gì đâu mà tại vì con á không có mua cái gì, không có đem gì. Con Thi nó thương nó mẹ cũng được đưa gì, nó xin có mấy món thôi mà cô Tám cũng đặt cho 19 ký. Chứ đâu ráng gì, giờ có ai còn cần 4 ký đâu thì bỏ vô được á. Còn biết gì nữa không? Cô giác hả? Cô sáng cô có dám giác tại vì cô giờ cô chờ là mặt xem không dám giác sớm á. Ừ, em đang dày cao quá té. Trời ơi kìa. Steam. Cái bà là có giống như gì á? Cái nón này ra ngoài chơi là được không? Nào dễ thương quá, em bé nào á. Giống mấy đứa mà nó mặc đồ sao á. Ê đâu nha. Đúng rồi. Nữa. Dạ, em mới được thì đi cận. Nhiều không? Không giống chú cuội á, không thấy gì. Mới được. Cuội. Ờ đúng rồi, giống cuội. Cuội. Đang nói thì sao thấy giống em bấm này nè. Chợ luôn hả? Có mua bảo hiểm không? Có ở vợ con. 8 triệu.